Angelina Jolie đảm nhận vai trò giảng dạy ở trường đại học danh giá nước Anh. Không chỉ là một nữ diễn viên đoạt giải Oscar, mà Angelina Jolie còn vừa được bổ nhiệm làm giáo sư khách mời tại trường kinh tế London, một trong những ngôi trường danh giá nhất nước Anh. Cô sẽ cùng William Hague, cựu bộ trưởng ngoại giao Anh, tham gia giảng dạy cho các sinh viên khóa thạc sĩ tại Trung tâm Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của trường này. Ở các nước Âu Mỹ, giáo sư là một chức vụ giảng dạy, thường do các trường đại học tự chọn lựa và quyết định. Angelina Jolie vốn là đại sứ đặc biệt của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Cô đã nhiều lần lên tiếng vì quyền lợi của người tị nạn và chống lại nạn bạo lực tình dục trong chiến tranh. Cô nói, tôi cảm thấy rất được khuyến khích bởi việc tạo ra chương trình giảng dạy này. Tôi hy vọng những tổ chức giáo dục khác sẽ làm theo vì chúng ta cần thảo luận về việc nâng cao nữ quyền và chấm dứt tình trạng những tội ác ảnh hưởng đến phụ nữ không bị trừng phạt như bạo lực tình dục trong chiến tranh. Tôi mong chờ được giảng dạy và học hỏi từ các sinh viên, cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình khi làm việc với các chính phủ và Liên Hiệp Quốc. Angelina Jolie trước đây từng theo học trường trung học Beverly Hills và Moreno ở California. Khi học ở trường Moreno, cô theo phong cách punk nổi loạn, mặc đồ đen và xăm mình. Angelina tốt nghiệp trung học ở tuổi 16, rồi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Cuối thập niên 1990, cô tạm ngừng diễn xuất để tham gia khóa học đạo diễn và biên kịch tại Đại học New York. Sau đó trở lại và nhận những vai diễn đình đám trong các phim Hollywood. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.